Chào các bạn, mình là kỹ sư Hẻm. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, mình xin hân hạnh được giới thiệu cho các bạn một chiếc xe rất là được mọi người yêu thích, đó chính là con CB1000R Neo Sport Cafe 2018 mà chỉ mới nhập khẩu chính thức về đây thôi. Đấy, các bạn thấy. Nói chứ năm mới Tết đến mà mình bỏ hoài cái tật nói xạo không có được. Chiếc này thật ra đó là một sản phẩm độ của một hãng độ dựa theo cái phong cách của con CB1000R Neo Sport Cafe. Giờ mình hãy tiến lại để xem chiếc xe đó nó có giống với lại cái nguyên bản mẫu đậu độ từ con CB1000 không nhé. Các bạn có thể đoán được đây là xe gì không? Thưa các bạn, nó là một con Kawasaki Z650 chứ không phải là một xe của sản phẩm Honda nữa, mà qua bàn tay của một cái xưởng độ đã hóa thân phù phép nó thành một con CB1000R Sport Cafe. Đấy, và bây giờ mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn người đã độ chiếc xe này. Đây, xin mời anh Tư Rồng. Đây chính là anh Tư Rồng, là chủ của hãng độ đã độ ra cái chiếc Kawasaki Z650 thành một con CB1000R rất là đẹp mắt như thế này. Đây, xin mời anh có thể nói một vài nét về chiếc xe được không? Hello, xin chào các bạn, mình là Tư, còn gọi là Tư Râu. Hôm nay mình có duyên gặp được anh Gia Cát Đức Tuấn để làm cái clip này, và mình cũng muốn mang đến cái sản phẩm của gara mình đến cho mọi người biết. Thì sau đây là một cái chiếc xe được phiên bản gốc của nó là Kawasaki Z650 và nó được chọn lại theo phong cách custom CB1000R Sport Neo 2018 thì chưa có mặt tại Việt Nam. Thì chiếc xe này mình được dàn dựng lại rất là công phu, bao gồm từ thiết kế 3D dàn dựng khắp các chiếc xe và lên mô hình và chạy giả lập đến mọi thứ. Và bây giờ các bạn thấy đó là một cái sản phẩm của bên Gara mình, thì mời các bạn chiêm nghiệm. Đây, hãy theo mình follow nhé. Xe nó được lên một cái một cấp sao. Bộ một cấp này là của con Ducati Monster 1200S. Đấy, và với một dàn phục trước, với một chiếc xe đã độ như thế này thì sẽ lên một dàn phục Olive kèm với lại theo Rambo M50 hàng hiệu. Ngoài ra, đang chính là chủ nhân của chiếc xe độ CB1000 Sport Neo Cafe. Và mình xin giới thiệu sơ qua hai vợ chồng là giáo viên dạy âm nhạc. Các bạn có thể tin được không? Giáo viên dạy âm nhạc mà có đam mê độ xe và đam mê một cái dòng xe như thế này. Thì đây, anh giới thiệu tên đi cho mình biết. Mình tên là Ngân. Ok. Đây là vợ mình, tên là Nguyên. Ok. Hai vợ chồng có chung một niềm đam mê, rất là yêu thích những chiếc xe mô tô và yêu thích cái dòng độ, mà cụ thể là độ theo kiểu cà phê racer. Đây, và với anh chồng thì sở hữu một chiếc Z650 đã độ. Còn với chị vợ rất là dễ thương và xinh đẹp đây, thì đây cũng là một chiếc xe độ của xưởng độ của anh Tư Râu, đã độ dành riêng cho chị vợ. Và chiếc xe này 100% là được anh chồng bí mật âm thầm độ và tặng trong cái dịp Tết này. Đấy, thiệt là hạnh phúc khi mà một cặp vợ chồng lại có thể có chung niềm đam mê, đó là ao ước của tất cả mọi biker trên mọi miền đất nước. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài.
đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa.